Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation năm 2023. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó sử dụng là Top View, nhưng mà sử dụng nhóm tool nha. Rồi bắt đầu tao vào cầm luôn. Đây nè. Đó, nhóm tool nè. Nó tương đương với phần này nè. Về đầu tiên là Window Rear nè. Đó, zoom đến những gì tôi đang chọn. Zoom đến cái vùng tôi đang chọn nha. Rồi, bấm chuột phải cái nút lên. Đây là Zoom Out, zoom nhỏ lại. Rồi, zoom in, zoom to lên. Rồi, cái này là fit view và toàn màn hình. Đấy, zoom nhỏ này nè, bấm fit view toàn màn hình. Đây là bằng tay. Đó. Cái này làm sạch màn hình. Rồi cái này là cái gì? Xoay màn hình. Rồi chúng ta bấm xoay vậy đây. Rồi bấm quay lại, chỗ đó top view. Rồi, này quay là những thao tác chúng ta đang làm. Đó, đơn giản như các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.